đúng là dành tờ. Kể cả không có hát thầy vô ngay vô ngầu cho nó an rồi đó, ví dụ như có cái gì rồi đó là hoặc là sáng nó chạy vô nó làm có con bác là mệt lắm buông theo mẹ con đó thờ không có con bác đặng đỡ cho có con bác này. mẹ bắt mày cho mày gửi bắt mày chứ bát thì ghen tị lạ bát ghen tị lạ bát bát tấn không có nhìn buồn không có ngay thời nhìn buồn thế nó lừ lừ liếc liếc đó cái bữa nó làm gì đây làm gì đây mà ta ta bỏng bát mà ta ăn bát cái thứ mẹ bắt mẹ oai chưa cái mẹ dị thương định hung mãi ra bát gì ra mua định hung mãi cái chợt nhớ là ông bát vài quả đúng lần đòn nhìn nữa cái định hung mãi cái ôi cái ghét gì sợ cá miếng sợ cái chợt nhớ lại bác qua và hung bác thì cá con gái đại miếng phải cá con hung bác trước là nó qua hung đầu sau cái không là ghét buồn đỡ chứ nó lần không có thá rồi chị mà về ra là không biết tại có hung bầu của khỏe ví dụ như bằng của bác là gì của bác là bộc phải lên chân thẳng ngồi đang chờ đến cái thấy dáng lên chân ngồi cái nhà mà hung của bác thôi chứ không hung bác hung hát là bác nó thích nó hung phải hung của bác hai cá ba cá hung một cá là mấy hậu này mình không để ý mình nghĩ như rất bình thường á mà có tính bác để bốn thì đó cái cao núi mà làm nó là đủ hiểu rồi. Rồi sáng là đi hết rồi hả mấy chị đi vô đó à